phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên đang được rất nhiều người Việt coi là chìa khóa vàng giúp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là sử dụng những sản phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày và tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Hiện nay, ba sản phẩm nước giặt, nước lau sàn và nước rửa chén của thương hiệu Purclé đã và đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Các sản phẩm đều được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên như citrate, glycerin đạt chuẩn organic, mang lại hiệu quả cao, lành tính và an toàn đối với da tay cũng như sức khỏe. Ở nhà thì bà xã mình giặt quần áo thì hay có những cái quần áo nó có những cái vết bẩn mà khó giặt sạch được, phải chà đi chà lại bằng tay. Nhưng mà mình thấy bà xã mình thì khi mà chà đi chà lại như thế thì da tay thì thường bị khô, bị ăn mòn da tay. Thì mình có đi tham quan hội chợ thì mình thấy cái sản phẩm nước giặt Purclé này được chiết xuất từ thiên nhiên, ít gây độc hại nên là mình mua về để cho bà xã mình sử dụng thử. Để nhiều người tiêu dùng có được cơ hội trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, Purclé đã tham gia bày bán tại các hội chợ cũng như các siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc. Purclé mong muốn không chỉ là giải pháp hoàn hảo đối với người tiêu dùng Việt mà còn là trợ thủ đắc lực của nhiều chị em nội trợ tại các quốc gia khác.